Bên cạnh Thành đây là cái máy phun thuốc Steel SR5600. Trong clip này Thành sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp đặt, chỉnh máy và sử dụng nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Khi chúng ta mua về thì nó được đựng trong một cái thùng như thế này ha anh em. Mở ra chúng ta có gì? Đầu tiên là cái máy, tiếp theo là cái ống ruột gà này, một cái ống nối, hai khúc ống nối nữa, hai cái ống ti vô, một bớ những cái phụ kiện, sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành nha anh em. Bước đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái đầu ống này vào ở đây nha anh em. Chúng ta nhét thẳng như thế này nè. Nhét thẳng vô. Sau đó chúng ta xoay ngang qua. Là nó sẽ vô cái khớp. Chúng ta sẽ dùng con vít dài này để mà cố định nó ở đây. Anh em có thể dùng cái tua vít đi kèm để vặn, nhưng mà Thành có cây Bosgo nên Thành sẽ xài Bosgo nhé. Ok. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lắp cái khúc ống ruột gà này vô. Anh em sẽ nới lỏng con vít này và anh em đẩy nó vô là được ha. Bắn con vít này lại. Đó. Vậy là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái tay ga vào. Chúng ta lắp chiều như thế này nha anh em. Đấy. Ở phía dưới này chúng ta sẽ vặn con vít này vô để mà giữ cố định nha. Nhưng mà anh em khoan hãy vặn chặt, chúng ta chỉ vặn hờ thôi nha. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ gài cái đầu nối vào cái đầu xịt, sau đó gắn cái đầu còn lại vào cái ống này. Đó, vậy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp hai cái ống ti vô này vô. Cái ống dài chúng ta sẽ lắp ở phía này. Anh em nhớ bỏ cái khóa của dê vào nha. Đầu còn lại của cái ống chúng ta sẽ nhét qua cái chỗ này và chúng ta nhét vào cái van này. Tất nhiên chúng ta cũng phải xỏ một cái khóa qua trước nha anh em. Tương tự chúng ta sẽ lắp cái ống ngắn vào hai đầu này, cách làm như hồi nãy nha. Sau khi lắp cái ống này xong thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành ha. Chúng ta sẽ nhét cái dây ga vào đây nha anh em, cho nó cố định. Tiếp theo để sử dụng thì chúng ta sẽ đổ xăng pha nhớt vào đây nha anh em. Xăng pha nhớt 2 thì nha anh em lưu ý ha. Cũng giới thiệu với anh em luôn, cái khoang này chính là cái khoang để mà vệ sinh lọc gió. Lâu ngày chúng ta sử dụng thấy cái động cơ nó chạy kém hơn bình thường thì anh em nhớ là chúng ta mở cái lọc gió này ra để làm vệ sinh nhé. Dung dịch thuốc thì chúng ta sẽ đổ ở phía trên ha anh em. Chúng ta mở cái nắp này ra và chúng ta đổ vào đây nha. Nhưng mà trước khi đổ dung dịch thì anh em phải chắc chắn rằng là cái khóa này nó đang ở vị trí đóng, tức là cái vị trí vuông góc như thế này nè. Ở đây nó sẽ có một cái lớp lọc như thế này, thì anh em cứ để yên. Đấy. Nếu mà lớp lọc nó dơ thì chúng ta vệ sinh. Đấy. Để mang máy vào thì anh em sẽ đèo như thế này nha. Chúng ta có thể nới dây ra nếu như mà dây nó ngắn. Tí xíu chúng ta sẽ chỉnh lại xong. Ở đây sẽ có một cái móc nè. Anh em móc vào cái phần dưới này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái dây lại vừa với người mình. Đó. Lúc này thì chúng ta có thể đứng dậy. Để mà khởi động máy thì chúng ta sẽ mở công tắc lên và chúng ta cho ga vào khoảng ở giữa nha anh em. Nếu như máy chúng ta nguội và lâu ngày không sử dụng á thì chúng ta sẽ gạt e qua đây. Đó, cái mức này nha anh em. Sau đó chúng ta sẽ giật. Giật tới khi nào mà máy của chúng ta có dấu hiệu chớm nổ thì lúc đó anh em sẽ gạt qua đây lại và chúng ta sẽ giật tiếp tới khi nào máy nổ thì thôi. Có một lưu ý, nếu mà chúng ta để ở đây mà chúng ta giật tới khi mà máy nó nổ luôn á mà chúng ta không gạt qua đây lại thì nhiều khả năng ngay sau đó máy chúng ta nó sẽ bị ngộp xăng nha anh em. Đi kèm máy thì có 3 loại đầu dẫn tia khác nhau: đầu xòe, đầu rẽ một hướng và đầu rẽ hai hướng, tùy mục đích mà chúng ta sử dụng cái loại phù hợp. Lượng thuốc thì có thể điều chỉnh được bằng cái núm vặn ngay ở phía cái đầu súng. Có 6 mức từ 1 tới 6 cho chúng ta điều chỉnh ha. 1 là ít nhất, còn 6 là nhiều nhất. Còn lực xịt thì chúng ta điều chỉnh bằng cò ga, rất là tiện lợi. Vừa rồi là toàn bộ cách lắp đặt, chỉnh máy cũng như là hướng dẫn sử dụng. Nếu như anh em chưa rõ chỗ nào hay là có câu hỏi gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét để Thành giải đáp cho anh em nhé.
Cái máy này thì hiện giá của nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu 6 nha anh em. Và đây là một trong những ứng cử viên tốt nhất trên thị trường về cái dòng máy phun xịt đến từ hãng Steel, rất là nổi tiếng của Đức và bảo hành 6 tháng chính hãng. Anh em nhớ hãy mua những địa chỉ uy tín như là Kênh Nơi Tiêu Dùng để được bảo hành chính hãng trên toàn quốc nhé. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Nơi Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênhnoitiêudung.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên của Minh Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá, giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.